Nó chưa lắng ấy, nó mà lắng nên thiếu điện nó kêu ông quá chứ. Thế nhưng mà giá tiền điện mấy trăm thì kêu sốt ruột. Nó mà mất một hôm là thế là dùng điện nó quá rẻ. Những lúc đấy mà thuê thì là quạt 100.000 cho ngủ được. Mất điện này thì bác bảo làm gì tụi em? Đánh được sao bữa mà tây. Ồ, vừa này nó cạch cạch rồi. Chắc đánh được mấy đụng mờ hai khối thì tịt chứ làm gì nữa ba. Xây lốt xong thì về. Trước cún đi học thấy cạch rồi mà, lên cao lắm rồi. Đấy nó xây thì nhanh không nữa. Nhưng mà nó mới xây 2 tiếng. Vâng. Mà...